Xin chào các bạn đến với shop hàng Pháp Nicola, địa chỉ uy tín chuyên bán hàng online, chất lượng và 100% Pháp. Hôm nay shop hàng Pháp Nicola sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm nước hoa Prada Les Infusions. Đây là một dòng nước hoa cao cấp của hãng Prada. Prada Les Infusions có rất nhiều phiên bản như là Iris, Fleur d'oranger, Mandarine, Mimosa, Eoeil và vetiver. Mỗi phiên bản đều có một mùi hương đặc biệt, riêng biệt và độc đáo mang lại cho người sử dụng một trải nghiệm thơm phức và tinh tế. Hôm nay hãy để cho shop hàng pháp Nicola giới thiệu với các bạn về sản phẩm Prada Les Infusions Iris. Đây là một loại nước hoa dành cho cả nam và nữ có hương thơm tinh tế và lãng mạn của hoa diên vĩ kết hợp với các nốt hương gỗ, vani và xả hương. Đây là một mùi hương hoa lan, thanh lịch và quý phái. Sẽ mang đến cho người dùng một cảm giác tươi mới, thanh khiết và lãng mạn. Là một mùi hương phù hợp với những người yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch và có phong cách hiện đại, tinh tế và đẳng cấp. Nước hoa này có độ lưu hương lâu dài sẽ giúp các bạn tự tin và thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, nước hoa còn được đóng gói trong một chai thủy tinh cao cấp, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, các bạn hãy nhanh tay đặt hàng ngay nhé. Các bạn có thể liên hệ với shop thông qua phần bình luận của YouTube, Facebook hoặc Messenger. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy nhớ bấm like và share video để ủng hộ shop nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.